Ban tổ chức hội chợ triển lãm công nghệ thông tin điện tử viễn thông lần 1 năm 2017 chính thức được công bố kế hoạch nhằm kết nối doanh nghiệp công nghệ thông tin điện tử viễn thông với các đơn vị ứng dụng tạo thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, hội chợ cũng tích cực thực hiện chủ trương người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, giới thiệu trưng bày các sản phẩm giải pháp phần mềm Việt Nam, các sản phẩm điện tử vi mạch viễn thông mới, tiên tiến phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính, xây dựng thành phố thông minh hiện đại. Chúng tôi muốn rằng là những sản phẩm của các cái doanh nghiệp Việt Nam, sản phẩm công nghệ đó, sẽ được giới thiệu đối với chính quyền cấp phường, xã, quận, huyện cũng như sở ngành để làm thế nào chúng ta đẩy mạnh cải cách hành chính trên cơ sở là xây dựng thành công chính quyền điện tử bằng những sản phẩm công nghệ do các doanh nghiệp Việt Nam sáng tạo. Dự kiến hội chợ triển lãm công nghệ thông tin điện tử viễn thông thu hút khoảng 50 gian hàng. Bên cạnh đó, tại hội chợ triển lãm còn diễn ra 2-4 hội thảo chuyên đề giới thiệu công nghệ sản phẩm mới, các ứng dụng của sản phẩm vi mạch Việt Nam. Thì giải pháp và sản phẩm của công ty FRI là sẽ cung cấp cái việc mà số hóa hồ sơ tài liệu, chuyển đổi cái hồ sơ tài liệu từ bản giấy thành hồ sơ tài liệu điện tử, xây dựng cái cơ sở dữ liệu tập trung để từ cái cơ sở dữ liệu tập trung đấy nó là cái nền tảng để phục vụ cho việc mà triển khai các cái ứng dụng và quản lý chính quyền điện tử cũng như là triển khai thành phố thông minh. Chúng ta thấy là thành phố Hồ Chí Minh đang trong quá trình xây dựng đề án đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Thì cái đề án này là mục tiêu là tạo ra cái khung công nghệ. Và trên cái khung công nghệ đó thì thành phố mong muốn tất cả các doanh nghiệp công kinh tham dự cung ứng sản phẩm để mà đáp ứng được cái khung công nghệ này để phục vụ cho việc xây dựng đô thị thông minh. Ngoài ra còn diễn ra đêm gala kết nối doanh nghiệp ký kết hợp tác, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng kinh doanh.